Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái loại vật liệu lọc. Nó rất chuyên dụng ở trong bể cát kiển mà mình nghĩ là chắc bạn nào cũng biết rồi. Nhưng mà cái công dụng của nó chuyên môn như thế nào thì chắc ít ai biết đến. Đó là cái vật liệu lọc, đó là cái mút lọc đen nè các bạn. Thật ra nó là một cái bông gòn xốp màu đen các bạn. Nó là một cái gòn mà gòn gần xốp đen đó mà các bạn thường thấy là ở trong mấy cái lọc vi sinh á. Người ta thường xài mấy cái cục lọc vi sinh như thế này nè. Đó, người ta thường xài cái này chính là cái mút này các bạn. Nó rất là, cái độ đàn hồi nó rất là cao các bạn thấy không nè. Đó, mình đấm xuống liên tục nè. Đó, các bạn thấy đây là một cái tấm lọc thảm vi. Nó là giá thể để mà cho những cái con vi sinh. Tuy nhiên nó không phải là cái giá thể để cho những con vi sinh mà để khử amoniac hay là nitrit mà mình hay thường nói, mà nó sẽ là giá thể của những con vi sinh dị dưỡng phân hủy mùng bã hữu cơ. Các bạn lưu ý nha, phân hủy mùng bã hữu cơ đa phần nước của mình đục không phải là do amoniac và nitrit, tại vì hai cái thứ đó là những thứ không màu không mùi và không dị. Khi mà tan ở trong nước các bạn sẽ không nhận ra được, nhưng mà ở trong không khí thì nó lại có mùi, nhưng mà trong nước thì nó lại không mùi không màu. Đó, và cái thứ và những cái thứ amoniac như nitrit nó sẽ là chất độc giết con cá của các bạn. Nhưng mà tiền thân của amoniac và nitrit nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong chất hữu cơ trước khi phân rã. Thì trước khi mà chất hữu cơ phân rã ra, thứ nhất nó sẽ làm cho nước các bạn rất là đục. Thì tác dụng của cái gòn lọc nè, mút lọc này nè, hay là túi lọc, nó đều có tác dụng là nó giữ cặn bã lại. Tuy nhiên đối với cái mút lọc này nè, nó hơn những cái loại vật liệu khóc, những loại vật liệu lọc thô khác ở cái chỗ đó là cái tính đàn hồi nó cao, và thứ hai là cái thời gian mà tái sử dụng nhiều lần của nó nhiều. Đó, cái thường thường cái này là mình thấy là cái hạn sử dụng nó đâu khoảng là 1,5 năm đó các bạn. 1,5 năm bắt đầu mình mới thấy những cái bông gòn ở đây nó bị ten ra. Nên bạn nào mà xài cái lọc vi sinh các bạn cũng sẽ thấy điều đó. Đó, còn đối với cái túi lọc thì các bạn chỉ khoảng xài chừng khoảng 6 tháng thôi. Tại vì 6 tháng là dây kéo với dải của nó bắt đầu nó đã bung ra rồi. Còn đối với gòn lọc thì chắc chỉ xài được có 1 tuần lễ à. Đó, cho nên là cái thằng nào tiền lên tiền nào của nấy thôi. Nhưng mà thật sự ra cái thằng này tính ra thì nó sẽ rẻ hơn cả cái túi lọc nữa. Túi lọc nó có một cái ưu điểm đó là nó gọi là nó siêu mịn để nó giữ lại những cái cặn mà siêu li ti. Còn thằng này nó không giữ lại những cặn siêu li ti được các bạn. Nếu mà các bạn muốn giữ lại những cặn siêu li ti, buộc lòng các bạn phải làm một cái lớp cho nó thật là dày. Đó, một lớp cho nó thật là dày giống như mình ở bên đây. Đấy, mình bên đây các bạn sẽ thấy. Đó, các bạn sẽ thấy là mình làm một lớp rất là dày luôn. Thấy không? Từ đây lên tới đây là nó đã hơn là 1,5 gang tay, tức là 30 cm. Còn ở bên cái hồ cá rồng đây các bạn, mình làm từ đây cho tới đây luôn là tính ra là nó đã được 45 cm rồi, các bạn thấy không? À, đúng là cái này là cái mút lòng nó màu đen, rồi cái kiến nó cũng màu đen, do đó là các bạn nhìn thì các bạn sẽ không thấy được. Ông rất là khó thấy các bạn. Thì cái này là phải nhìn cận vô các bạn mới thấy là ở đây nó giữ lại những cái mùng bã hữu cơ rất là nhiều, những cái tảo chết rất là nhiều các bạn. Còn cái hòn này thì đương nhiên đây bây giờ là đang trống trơn, do đó là nó không có giữ lại cái gì hết. Thì một chút xíu nữa mình sẽ chắc thêm vô cho nó đầy ở trên đây. Mình chưa có cắt hết. Đó thì cái này các bạn có thể cắt ra tùy ý và các bạn nhét vô ở trong cái ngăn lọc của các bạn. Thì nếu mà các bạn muốn cho nó giữ được siêu cái những cái cặn li ti giống như là cái túi lọc thì các bạn phải chắc một lớp rất là dày. Nó mới làm được cái chuyện giống như túi lọc. Thì đương nhiên mỗi thằng nó đều có ưu nhược điểm riêng. Nhưng mà cái thằng này thì mình nói rồi, cái thằng này có ưu nhược điểm của nó đó. Cái ưu điểm của nó là nó bền hơn. Nó bền hơn và thời gian sử dụng nó dài hơn và tính ra nó lại rẻ hơn túi lọc. Đó, nhưng mà cái nhược điểm của nó đó là nó không giữ được những siêu cặn bã li ti giống như túi lọc được các bạn. Và cái túi lọc á thì nó gần như là khi mà các bạn xài lọc dách như thế này các bạn xài túi lọc không có được. Tại vì nó bị dột, nó sẽ bị dột ra hết các bạn. Còn nếu mà các bạn xài cái thằng này thì các bạn sắp vô một cách tùy ý, sắp vô một cách tùy ý. Cái thứ ba, theo mình thấy là đối với cái thằng mà mút cái mút lọc đen như thế này nè, nó chứa những cái vi sinh dị dưỡng phân hủy bã chất hữu cơ rất là tốt các bạn. À, nó sẽ những cái về mà mùng bã hữu cơ tạo chết liêu chết nó sẽ bám vào trong đây, nó sẽ bám vào một phần trong đây và nó bám vào một phần ở trong những cái ống nhựa của các bạn và trong cái máy lọc của các bạn nữa. Thì những cái con vi sinh dị dưỡng nó sẽ phân hủy hết toàn bộ các chất hữu cơ, nó tạo ra thành ba chất cơ bản, đó là carbon vô cơ, B4 và amoniac. Nó amoniac thì nhiều quá rồi, nói nhiều quá rồi. Carbon vô cơ thì nó tồn tại dưới dạng mà khí metan là nhiều, khí metan nè trong môi trường axit, hoặc
hoặc là có thể nó phân hủy thành một cái chất, những cái chất mà đường ít, ví dụ như như glucose và saccharose nữa, có một phần và phân hủy trở thành BO4, thì hai cái carbon vô cơ và BO4 nó lại không gây hại đến những sinh vật ở trong trong nước, nhưng mà ammoniac thì nó rất là gây hại, nó đầu độc cá. Nhưng cái đó thì rất nhiều clip đã nói về cái vấn đề đó rồi, nhưng mà chưa có cái clip nào mà nói về cái phần mà vi sinh dị dưỡng để phân vỏ bụng hữu cơ đó. Những cái hồ các bạn mà các bạn thấy nó đục, đầu tiên nha, nó đục, nó khá là đục và nó y như là nó có cái gì mà nó cái màng mây trắng trắng á. Cái thứ hai nữa là trên mặt nước nó sẽ xuất hiện bọt, nó sẽ xuất hiện bọt nhiều không tan. Không tính trường hợp các bạn đánh thuốc nha, các bạn đánh thuốc thì đương nhiên nó bọt nhiều là không nói rồi, còn nếu mà các bạn không đánh thuốc á mà bọt nó nhiều không tan, chứng tỏ là cái nồng độ hữu cơ của các bạn rất là cao và nó tồn tại dưới dạng phân tử, thì nếu các bạn thứ nhất là nó sẽ bị đục. Cái thứ hai nữa là nó sẽ gây nên những cái màng bọt như vậy, nó rất là khó chịu. Và thứ ba nữa là nó có mùi đó. Và cái tai hại nhất á, chính những cái nguồn nước như vậy nó làm cho con cá của các bạn nó bị nấm, ammoniac nó làm cho con cá của các bạn nó bị giảm đề kháng, nó bị nấm thôi, còn những cái mụn bọ hữu cơ nó gián tiếp và nó tạo sinh ra nấm luôn đó. Cái ammoniac là nó làm cho con cá của bạn nó đề kháng thấp thì nấm nó tấn công, còn cái mụn bọ hữu cơ là cái nơi mà nguyên nhân mà nấm bùng phát, giống như là cái miếng cơm mà các bạn để ngoài không khí lâu ngày các bạn sẽ thấy nó thiêu và nó nổi mốc lên, thì đó là nấm đó. Thì đó là cái mụn bọ hữu cơ đó các bạn, đó là cái mụn bọ hữu cơ đó. Thì cái thằng này nó được một cái này, đối với những cái bạn nào mà gọi là lười thay nước như mình thì mình sẽ sử dụng cái thằng này và mình sẽ chăm cái vi sinh mà gọi là vi sinh phân hủy mùng hữu cơ. Thì cái đó mình sẽ giới thiệu riêng, ở Việt Nam với Trung Quốc là chả có ai mà bán cái loại vi sinh mà dị dưỡng đó đâu. Cái loại vi sinh nó rất là mắc tiền, cái loại vi sinh đó các bạn đổ vô cho cái xác chết nó đang rửa ra là nó phân hủy nát ra luôn á. Đó là cái thằng đó nó sẽ phân hủy được cái loại mùng bã hữu cơ. Thì cái đó mình hứa là mình sẽ có một cái clip mà nói riêng, tại vì nói chung là cái hàng đó nó cũng mắc, với hiện tại là cũng đang ở trên đường vận chuyển về đó, cho nên trước tiên mình chỉ giới thiệu cái vật liệu lọc này thôi đó, cái vật liệu lọc này đó. Thì một tấm như thế này các bạn, một tấm như cái này thế này á, là cái bề ngang của nó đó là 1 gang 2 gang, hơn 2 gang nha các bạn, hơn 2 gang. Và cái bề dài của nó là khoảng là hơn 3 gang các bạn, bề dài của nó là hơn 3 gang tay. Thì cái này mình ước tính đâu đó là khoảng ở đây là 8 tấc nè, ở đây 8 tấc nè, bề dài 8 tấc nè, còn bề ngang của nó là khoảng 5-6 tấc các bạn, khoảng 5-6 tấc. Thì đối với một cái miếng như thế này nè, nguyên một cái miếng như thế này, thì cái giá mà mình bán ra đó thì nó chỉ có 101 thôi các bạn, cái giá bán ra thì chỉ có 101 thôi. À, do đó là các bạn nào mà muốn liên hệ mà mình mua cái thằng này nó cũng rất là nhẹ, do đó là giao hàng nó sẽ rất là phí nó rất là ít các bạn. Kích thước nó to nhưng mà nó nhẹ lắm các bạn, nó nhẹ hiều à, mình cũng chưa có cân lên để biết bao nhiêu nữa, nhưng mà mình thấy nó rất là nhẹ, nó chữ đổ đâu đó là khoảng 200-300 gram thôi. Do đó là cái tiền mà giao hàng nó cũng sẽ không cao, cái tiền giao hàng nó không cao. Và cái vật liệu lọc này mình thấy khá là thích, bởi vì bây giờ là hầu như là mình đang chuyển dần cái túi lọc qua thằng này hết, để mà mình nuôi cái vi khuẩn dị dưỡng để nó phân hủy cái mùng bã hữu cơ cho nhanh các bạn. Chứ mà mình xài túi lọc nó vẫn chứa một số lượng vi sinh ở trên những cái sợi lông ở của nó, nhưng mà tới khoảng 6 tháng sau các bạn mà đi thai á, các bạn đi thai túi á, thì nó sẽ mất rất là nhiều, thì nó rất là uổng. Còn trong khi cái này mình không thai luôn, mình cứ để đó là khoảng 1 năm 1 năm rưỡi thì bắt đầu mình mới thai, thì cái hạn sử dụng của nó khá là lâu, và cái giá thành của nó cũng sẽ rẻ hơn, tính ra nó rẻ hơn các bạn. Đối với một cái túi lọc mà một lớp mà các bạn mua là cũng đã 60.000 rồi. Túi tổ ong nó nuôi vi sinh không được tốt nha các bạn nha. Túi tổ ong đặc biệt không nuôi vi sinh được tốt nha, nó chỉ chống tràn này kia thôi chứ nó không nuôi vi sinh được tốt như là túi mịn. Nhưng mà túi mịn nó có một nhược điểm là nó giảm cái dòng chảy và nó bị tràn. Còn cái thằng này thì nó không có bị tràn. Cái dòng chảy của nó cũng không giảm được bao nhiêu. Nhưng mà nó lại có cái nhược điểm không bằng hai thằng kia là nó không giữ được những siêu cặn li ti. Nếu mà các bạn chỉ chơi 1-2 lớp, các bạn chỉ dày lên khoảng 1-2 lớp thì nó không giữ được siêu cặn li ti, mà các bạn phải chơi một lớp nó thật là cao lên thì nó mới giữ được siêu cặn li ti cho các bạn. Thì mỗi thằng nó đều có một cái ưu nhược điểm riêng, thì tùy theo các bạn nào mà tùy theo nhu cầu mà chọn lựa thôi. Đối với bản thân mình thì bây giờ mình đang chuyển đổi dần qua hết qua cái thằng này đó, tại vì mình không có thời gian thay nước quá nhiều hồ để không có thời gian thay nước. Thì link mua hàng mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả, và cũng như cũ bên mình không có chính sách ship cost đó, các bạn phải chuyển khoản trước, mình sẽ giao hàng qua giao hàng tiết kiệm
Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn những video clip tiếp theo nhé.